Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ nói qua về con LG nha. Đối với các bạn chưa biết ấy, thì con LG là Lưu Bắc Echo, có nghĩa là thằng cần ra báo hoặc là tắc kè ra báo. Echo là một tắc kè mà, giống như là House Echo này là con thịt sùng này, và Tokyo Echo là con tắc kè hoa, tắc kè của Việt Nam này, con mà hay ngâm rượu ấy. Đó, những con đó thì lại có thể bám được trên tường, kiểu chân nó có đệm mút ấy, bám được trên tường, ở trên mặt kính các thứ kiểu này. Nhưng mà con này cũng là gecko nhưng nó lại chân nó lại ngón như kiểu thằn lằn, như kiểu cái con kỳ nhông ấy, nó không thể bám được lên cái mặt phẳng. Bây giờ chúng ta hãy cùng nói qua về con gecko nha, về kích thước này, màu sắc này, chế độ ăn này, và chuồng nuôi. Bọn này thì sinh sản cũng dễ nên là mình sẽ nói sơ qua về cả vấn đề sinh sản nó đây. Các bạn cùng xem nha. Và đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, là Leopard Gecko, thằn lằn da báo. Bọn này nó thuộc họ Gecko nhưng mà nó lại không giống Gecko một chút nào. Đây là cái ngón chân của nó đây, nó như kiểu con thằn lằn ấy, nó như kiểu con kỳ nhông ấy, chứ nó không như kiểu như là House Gecko hay là con Tokyo Gecko. Nó không thể là bám được trên bề mặt phẳng. Leopard Gecko là một loài thằn lằn rất là phổ biến. Nó có kích thước khá là nhỏ, chỉ dài khoảng tầm 28cm rồi đấy, khoảng đấy. Khi mà mắc sai đối với con đực, con cái có thể nhỏ hơn. Và chúng cực kỳ hiền lành và dễ thương nữa, cho nên là rất là phù hợp dành cho những người nào mà mới bắt đầu nuôi bò sát. Bọn này không cần đèn đóm, không cần phải cái gì cả. Nó sống về đêm cho nên là các bạn chỉ cần chuẩn bị cho nó một cái hộp nhựa hoặc là một cái bể thật đẹp, nhưng mà không cần đèn đó, không cần phải sưởi đèn hay là phơi nắng gì cả. Mùa đông thì các bạn có thể dùng đèn sưởi đêm hoặc là dùng bát sưởi cho nó thôi. Và cực kỳ dễ để sinh sản, cho nên là con này là một con pet cực kỳ phổ biến ở trên thế giới. Và bọn này đặc điểm là cái đuôi rất là to này, cực kỳ thích luôn. Nhưng mà các bạn nuôi con này thì nên để ý là đừng có sờ nắn bóp đuôi nó nhiều quá, vì nó giúp đuôi là xấu nha. Vấn đề là thức ăn thì Leopard Gecko bình thường nó sẽ ăn rán này, dế này, sâu này, và một số loài côn trùng bé khác. Các bạn nên nếu mà để dễ dàng nhất ấy, thì các bạn nên cho sâu vào một cái bát ăn như thế này và rắc cái canxi lên, thì để chúng nó tự ăn thôi. Bao giờ hết thì lại cho thêm vào. Đây là cái nồi mà nhàn nhất mà tôi đã từng nuôi. Thỉnh thoảng có thể bổ sung thêm dế vứt vào để cho nó ăn này. Đó, để cho chúng săn mồi. Bọn này được cái một cái đặc điểm rất là hay là khi mà nó chuẩn bị ăn ấy và săn mồi ấy, thì đuôi nó sẽ cong cong lượn lượn lượn, trông rất là đẹp. Về vấn đề chuồng trại thì cách setup đơn giản nhất có thể là các bạn để ở trong một cái hộp nhựa như thế này. Đây là hộp nhựa này khá là to so với một con Leopard Gecko trưởng thành. Các bạn có thể để một hộp nhựa nó chỉ to một nửa này thôi. Và lót chuồng thì các bạn nên lót bằng giấy báo. Mình nghĩ là tốt nhất là giấy báo, bởi vì là những cái khác như kiểu mùn dừa này hay là cát này, nhiều bạn hay lót cát và trên thế giới cũng có rất nhiều người lót cát và con LG đã bị tắc ruột và nó chết. Cho nên là mình khuyên các bạn là tuyệt đối không nên lót cát. Đó, chỉ nên lót giấy báo thôi. Vì bọn LG này nó đi vệ sinh cũng sạch sẽ, bởi vì nó chỉ đi ở trong một góc chuồng thôi. Và nó cũng chỉ đi ở trong chỗ đấy thôi. Mà khi mà phân nó ra thì một lúc sau là nó cũng khô lại hết, nhưng mà không bị mùi lắm, trừ khi bạn nuôi quá nhiều thôi. Nói chung là cực kỳ dễ nuôi và rất dễ vệ sinh. Trong chuồng thì các bạn nên chuẩn bị thêm cả
một cái bát sâu như vừa nãy tôi nói, và một cái bát nước để cho chúng nó ngồi uống nước. Thêm một cái nữa là một cái hang chú. Các bạn có thể dùng cái hang giả như này. À, tới đây không phải hang chú mà là hang ẩm, kiểu hộp ẩm ấy. Các bạn có thể dùng một cái hang giả như này, và để bên dưới là một ít giớn trồng cây lan ấy, để cho nó giữ ẩm. Hoặc là nếu mà không mua giớn thì các bạn có thể lót bằng giấy vệ sinh, giấy ăn, xong rồi xịt nước vào cho nó ẩm là được. Thì cái này có tác dụng cho là chua vào đấy để giảm stress và tăng độ ẩm của mình lên. Mỗi khi mà nó kiểu nó chuẩn bị lột xác ấy, thì nó sẽ, cái này sẽ giúp con LG lột xác rất là dễ. Và nói về vấn đề lột xác thì con LG này cũng giống như một vài con tắc kè khác. Bọn nó lột xác thì bọn nó sẽ ăn luôn cái da khi lột ra. Cho nên là các bạn không thể nào mà tìm thấy da của bọn này trong chuồng được, vì khi lột là nó ăn hết rồi. May mắn thì các bạn có thể gặp đúng cảnh nó lột thì trông rất là hay. Nếu mà các bạn không dùng hang giả này thì có thể dùng một cái hộp nhựa màu tối màu chẳng hạn, rồi khoét một cái lỗ, rồi úp ngược lại thì cho nó bò ra bò vào thôi. Đó là cái thứ nhất. Và sau này nếu mà các bạn để cho LG đẻ trứng ấy thì nó cũng sẽ đẻ ở trong đấy luôn. Còn vấn đề khi mà nuôi sinh sản ấy thì các bạn nên phân biệt rõ đâu con được, đâu con cái, con về của mình là con đực này. Thì mình không có con cái để so sánh, nhưng mà con đực là sẽ hai con bi rất là to ở đây, và nó có một cái hàng gai ở đây bé này, không phải bé mà là khá gai rất là to này, hình chữ V này. Con cái thì nó sẽ nhỏ hơn và thứ không có, nhưng mà quan trọng nhất là hai cái bi có đùng này, đó là để phân biệt con đực đó. Các bạn muốn nuôi sinh sản ấy thì tốt nhất là nên nuôi con đực con cái tách riêng ra, và đến thời kỳ sinh sản thì các bạn có thể cho con cái vào chuồng con đực, và bọn nó gặp nhau chịch nhau cho nhanh lắm, bọn này chịch nhau khoảng tầm 5 giây thôi, xong rồi mẹ con này ngồi liếm bi nó ngay mà. Sau đó thì các bạn nên để con cái ở trong các bạn có thể để con cái ở trong chuồng con đực, và để đợi khi nào mà nó đẻ trứng luôn được, để cho nó chắc ăn. Và khi con cái đẻ trứng ra rồi, bọn nó đẻ mỗi lần là sẽ đẻ ra 2 trứng, và cách 1 tuần lại đẻ 2 trứng. Bình thường theo như mình đã từng nuôi sinh sản ấy thì nó khoảng tầm đẻ khoảng tầm 8 trứng là ngừng, khoảng đấy, và cứ 2 trứng 1 2 trứng 1. Cái ấp trứng thì mình cũng đã nói qua trong clip mà mình ấp trứng con rắn rồi, nó cũng gần như vậy thôi. Các bạn lấy trứng ra này, và các bạn nhớ cái ngày mà nó đẻ, cho cái trứng đấy vào trong một cái hộp nhựa bé và đục lỗ cho nó thoáng, lót giớn này hoặc là mùn dừa này, và cho một tí ẩm thôi, một tí, đừng có nhiều quá sẽ bị mốc đấy. Và các bạn vùi một nửa trứng xuống cái mùn đấy và để trong tủ quần áo khoảng tầm 45 đến 60 ngày gì đấy, nó sẽ nở khoảng tầm 2 tháng hoặc sớm hơn một tí sẽ nở ra. Nhưng mà bọn này ấp nở cực kỳ dễ. Đấy là cách ấp mà thông thường nhất. Còn nếu mà các bạn có thể kiểm soát nhiệt độ, thì nhiệt độ mát mát thì nó sẽ nở ra con cái khoảng tầm 29 độ, hoặc là cực kỳ ấm là khoảng tầm 34-35 độ thì nó sẽ nở ra con cái. Và nó sẽ nở ra con đực vào khoảng nhiệt độ khoảng tầm 31-33 độ C. Đấy là cái đấy mà mình tham khảo thôi, bởi vì mình cũng không nuôi, cũng không ấp nở theo kiểu kiểm soát nhiệt độ đây bao giờ, cho nên mình không xác thực được. Nó sẽ ăn trứng, nó sẽ rơi vào khoảng 45-60 ngày thì nó sẽ nở thôi, cực kỳ dễ ấp nở nha. Bởi vì 2 tháng đấy nếu mà các bạn không dùng máy ấp thì các bạn có thể cho vào tủ quần áo thì nó vẫn có thể nhiệt độ ổn định để nó có thể ấp nở ra được. Đây là con Teopetoco nhà mình đã nói sơ qua về Teopetoco, và thực ra cái đấy là những cái kiến thức cần phải biết khi các bạn nuôi Teopetoco. Còn một con này nuôi rất là đơn giản, nó không có gì khó khăn cả. Còn nếu mà có vấn đề gì về Teopetoco hay là các con khác thì các bạn có thể comment bên dưới để mình có thể giải đáp cho các bạn. Nếu mà các bạn thấy clip này hay thì hãy like, share và nhớ là subscribe kênh của mình nha.
YBN TV. Con xin chào các bạn và hẹn gặp lại.